Vâng, vâng, em biết rồi. Thôi em cảm ơn hai chị nhá. Đây là chiếc này được 10 năm đây mà. Năm trước em đi là con đường này vẫn hoàn toàn là con đường đất nhá. Đây là các bác triển khai thác là địa điểm du lịch nên là các bác chuyển đổi thành bê tông để đi cho dễ đấy. Xấu tí. Úi da. Đấy. Đi không phải là lại. Nào rung. Xuống một chuyện nha, mai lên lại là một chuyện khác các bạn. Vất vả đấy. Đây có điện ở dưới luôn đấy. Thác ban ngày đẹp lắm. Mai mai sáng dậy quay cho các bác xem. Thác ban ngày cực kỳ đẹp luôn. Chào chú ạ. Chú khám trại à? Vâng ạ. Chào chú ạ. Vâng. Con về tối này. Chào các bạn nha. Hiện tại em đã đến thác Trường Khoa. Hôm nay có một dự định thì đi cắm trại và được hai chị đi đường buổi tối lúc nãy là dẫn đến thế này. Nay có thêm cả chú bảo vệ ở đây nữa, nhưng mà chú vừa chạy lên bên trên rồi. Các bác cùng người ghé thăm địa điểm cắm trại của hai anh em nhé. Hôm nay là có một đoàn nữa, cả mấy đứa anh chị, có cả người Tây lẫn người Việt. Chúng ta tham gia cắm trại ở đây. Dân vụ là mấy chị. Không. Xong chưa chị ơi? Ai đây? Hello anh. Em xíu qua mắt anh sao mà thấy? Ừ. Em ở bên kia. Em cần gì? Anh có thể giúp em được không? Có dùng bếp không? Hả? Tèo lửa cho em xin ít lửa ạ. Đi sang đây mà đốt này. Vâng. Cho anh một lần nấu xong, sau đó em có thể dùng thoải mái. Vâng ạ. Đúng không? Anh ở Việt Nam được bao nhiêu năm rồi? Anh nào? Anh hả? Vâng. Anh ở Việt Nam nếu mà không tính kiếp trước nhá, thì là kiếp này được 10 năm em ạ. Anh nói tiếng Việt như người Việt luôn. Ôi, em quá khen. Mà là tại sao lại đi cắm trại đêm muộn như thế? À, ban ngày bọn em dở chút việc nên là chạy xuống đây nó hơi tối. Nhưng mà có cần thiết phải cắm trại là đúng hôm nay không? Có. Cắm trại đúng hôm nay thì mới được gặp anh. Mẹ theo thế. Nhà đâu mà theo vậy. Hả? Anh nấu nhá, em sang bên kia em dựng cái lều của em đã. Rồi. Vâng, chào anh chị nhá. Anh Tây rất vui các bạn. Không, đang bảo là nói chuyện với mấy anh Tây rất vui. Đúng từ đây. Không hiểu gì đâu. Hả?
hiểu gì không? Nói chuyện hay lắm, nói chuyện tiếng Việt sõi lắm. Anh em dựng lều xong rồi các bác, bây giờ bắt đầu đi kiếm xem quanh quanh đây có thứ củi trước gì để gióm bếp. Ây da, đây không phải củi rồi, à đây. Bốc ít để đốt vậy. Mình đào cái này ra là để đốt ở bên dưới. Xong khi cắm trại xong là vùi luôn.
ơi. Và các bác nha, đến thịt ngon tôi rồi. Thịt lợn Mộc Châu ấy các bạn. Thịt chín vừa tới, vừa đủ độ cháy hơn. Ăn giữa thiên nhiên này đã có rất là đã. Ra cái chỗ mỏ kia đứng hay sao các bạn nhé. Dưới đang sần quá các bạn. Giờ chúng ta tiếp cận lên phía trên thác nha. Ô, trôi mất cầu rồi. Trôi mất cầu rồi, đi hết đường sang rồi. Thôi thế là chị em mình sẽ ở đây thêm mấy ngày nữa nhá. Đấy, hôm qua là em sẽ đi từ cái cầu này, từ cái cầu này nó sẽ bắc ngang sang bên kia. Đấy, rồi đi sang bờ bên kia. Hôm nay nước dâng cao hơn qua bao nhiêu rồi đấy.
qua chỗ này cạn lắm này. Đây chính xác là đi chơi quyền lối này, mất luôn cả lối này luôn. Lần đầu tiên cắm qua đêm á. Lần đầu tiên chị đi cắm trại qua đêm. Ừ, mọi lần toàn tưởng trong ngày á. À. Chị lần đầu tiên chị đi cắm trại qua đêm chị có thấy thích không? Mỗi tội là lần sau. Hả? Đệm hơi chứ nằm đây cứng quá chị không ngủ được. À cứng á? Ừ, ngủ không ngon đấy. Mặc dù có cái xốp dưới chăn rồi đấy nhưng mà cũng không phải là. Còn em dễ ngủ hơn, còn em nằm cái kia vẫn ngủ thoải mái. Nước sáng nay to quá. Hôm qua chỗ kia cạn này hôm nay ngập hết rồi này, trôi luôn cả cầu. Quá chiều quá. Thôi, giờ em sẽ thử ra bắc lại cái cầu cho mọi người đi cho các bác nhé. Em vừa chạy mưa dọn lều, thấy lất phất mưa phát là hai anh em nhanh chóng thu dọn lều trả lại mặt bằng để chờ. Bây giờ là trời đang âm u á, lất phất mưa là hai anh em dọn đồ thu gọn rồi quay trở lại lên trên, không khí đường đi nó trơn khó đi lắm. Thế các bác để ra không tí.